Hào như Hải Phòng xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình lại về tiếp một kiện hàng nữa. Bây giờ mình sẽ làm clip khui thùng để anh em xem cái độ zin, độ xịn, độ đẹp của nó cùng nguyên đai nguyên kiện như nào anh em nhé. Mà hàng là của mình là hàng ship đường mạng về anh em nhé. Cho anh em tham khảo cái mình cắt hàng trực tiếp, nguyên đai nguyên kiện mình cắt hàng trực tiếp, xem con âm ly của mình hàng mạng về xem nó đẹp như thế mức độ nào, và anh em được tham chiếu những cái hàng mạng. Anh em xem kênh của Hà Audio Hải Phòng cho mình xin một nút đăng ký kênh anh em nhé, để cập nhật những cái sản phẩm đăng lên hàng ngày và cập nhật những cái sản phẩm mới, đúng chân sản phẩm nào anh em điện cho Hà Audio Hải Phòng, mình cam kết với anh em sẽ có giá cực tốt anh em nhé. Đến với Hà Audio Hải Phòng là anh em được mua sắm lựa chọn những sản phẩm zin xịn đẹp thì mình mới bán và gửi tới anh em. Mình luôn cam kết mang đến cho anh em những cái sản phẩm nghe hay, bày đẹp và còn mang tính chất sưu tầm nữa anh em nhé. Bây giờ mình sẽ cùng anh em cắt kiện hàng này. Tất cả anh em xem những cái sản phẩm của mình xem cái độ zin, độ xịn, độ đẹp của nó như nào anh em nhé. Xin giới thiệu đến anh em một con âm ly hàng mạng về. Có model là gì đây? Anh em nhìn này, sân xui 607MR anh em nhé. Hàng tuyển chọn cực đẹp. Anh em nhìn hàng mạng về chưa? Đấy. Tất cả nó là như thế này thôi anh em. Đấy, anh em này. Lau chùi qua cái này anh em chỉ được dùng thôi. Anh em nhìn này, đẹp mướt mát luôn. Bao zin, bao xịn, bao đẹp cho anh em nhé. Có cả hồi gỗ nha anh em nhé. Anh em nào yêu sản phẩm này thì alo cho mình. Tiếp tục anh em ơi, một con nữa. Anh em nhìn này, đờ lông. Có model là gì đây? Con này là con đờ lông rồi. Có model là gì đây anh em? Anh em nhìn này,
BMA 500V anh em ạ. BMA 500V nhá. Anh em nhìn này. Đẹp mướt mát này, hàng mạng như thế mà anh em. Bao zin, bao xịn, bao hoạt động hoàn hảo hết cho anh em nhá. Anh em nhìn này. Tuyệt vời luôn anh em. Đĩa đáy đằng sau là anh em này. Chữ nghĩa của nó nhìn sướng lắm anh em. Có đồng niên có đẹp. Anh em mang chất vừa chơi vừa sưu tầm, mà lại còn vừa tính chất âm nhạc nó hay nữa anh em. Mình chuyên làm hàng tuyển chọn anh em nhé. Hàng mạng về đấy anh em. Anh em nhìn này. Anh em nhìn hàng mạng như hàng lô nó khác nhau gì không. Và tiếp đến anh em nhìn này. Con sân xui 607MR. Cực đẹp luôn, có hồi gỗ anh em nhé. Ui giời. Hàng hết ý luôn anh em. Không còn gì nữa. Đẹp mướt mát hơn nữa anh em ơi. Mình cam kết anh em là không thể nào đẹp hơn nữa đâu anh em. Mình cam kết với anh em thế nhé. Hàng mạng nó chỉ được như này thôi anh em ạ. Anh em xem kênh của mình nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé. Mình sẽ có clip mở nội thất từng con Omni một để gửi tới anh em. Đây là mình làm clip cuối cùng thôi anh em. Đây anh em này, nó có cái cổng rách này. CD đi rách, có cổng CD đi rách này. Vẫn còn nguyên này anh em này. Anh em nhìn cái chân AV của nó này. Anh em nhìn cái cổng CD mạ vàng chưa. Đấy. Tất cả đều hoàn hảo hết anh em nhé. Anh em nhớ xem kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh anh em nhé. Mình xin cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em ở clip sau. Xin chào tạm biệt.